Chào các bạn ạ. Hôm nay là thứ năm ngày 11 tháng 7. Tối hôm qua có một trận đấu cực kỳ hấp dẫn giữa đội tuyển Hà Lan và đội tuyển Anh. Thực sự mình rất là bất ngờ khi càng vào sau giải, đội tuyển Anh đá có đường nát hơn. Hồi đó vòng loại mình nói với các bạn là cứ một cái lối đá như thế này thì đội tuyển Anh khó mà có thể đi xa được. Thực sự đội tuyển Anh càng đá càng có đường nát hơn. Có sự may mắn nữa. Các bạn để ý là vòng 1-16 và vòng tứ kết là phải ghi bàn vào những phút cuối cùng á, mới ghi bàn thắng gỡ về, sau đó lại vươn lên. Và tối hôm qua đá với đội tuyển Hà Lan cũng bị giống như những trận đấu trước, bị đội Hà Lan dẫn trước, sau đó gỡ về. Đến những giây cuối cùng lại ghi bàn thắng quyết định. Bàn thắng nâng tỷ số 2-1 mình đánh giá đó là một bàn thắng rất là đẹp. Không ai có thể nghĩ một cầu thủ sút một quả bóng hiểm hóc đến như vậy. Chúc mừng những người hâm mộ đội tuyển Anh đã có một đêm và nói rằng rất là hồ hởi. Chia buồn các cổ động viên đội tuyển Hà Lan. Để ngày đi cập nhật gửi đến với các bạn một vài thông tin về thị trường tí ạ. Sáng nay mình xem lại thì mình thấy thị trường thế giới đều hồi phục rất là mạnh mẽ. Chứng khoán Mỹ và châu Âu xanh mượt mờ luôn. Châu Á mình thì ngày hôm qua chỉ có Trung Quốc là tiêu cực thôi. Trung Quốc chúng ta biết là các nhà đầu tư nước ngoài, các quỹ lớn họ vẫn rút tiền ra khỏi Trung Quốc. Giống như một cục tháo chạy chưa ngừng nghỉ từ năm ngoái bây giờ. Vàng thì giao dịch quanh cái mốc 2.377 đô, giá dầu thì giao dịch quanh cái mốc 85 đô. Nói chung tình hình ổn định, không có cái gì xáo hết các bạn ạ. Còn thị trường Việt Nam của chúng ta ngày hôm qua có một phiên điều chỉnh khoảng 8 điểm gì đó. Đây là một phiên điều chỉnh theo mình đánh giá là tích cực, tại vì cái vốn nó không có lớn. Thứ hai nữa là một điều hết sức bình thường khi thị trường đã tăng một mạch 7 phiên liên tiếp thì nó có một phiên điều chỉnh. Còn khi nào mà chúng ta thấy giảm mà có vốn nó to là lúc đó mới sợ, chứ còn giảm mà vốn thấp thì chúng ta không có gì phải lo lắng hết. Có thể là nó rung lắc vài ba phiên nữa rồi thì thị trường nó sẽ đi lên lại thôi. Nhưng mà thay mình đánh giá để phá được cái mốc 1.300 là cũng hơi bị khó đó. Anh em nào đang cầm cổ phiếu hóa chất miền Nam thì cũng phải hết sức lưu ý. Tại vì ngày hôm qua mình đã thấy có hiện tượng chốt lời của tổ chức lớn rồi. Còn tất cả các cổ phiếu khác phần đa nó đã chạy một mạch khoảng từ 5 đến mười mấy phần trăm, 20% rồi, thì thị trường nó sẽ điều chỉnh lại. Thì canh những cái đoạn điều chỉnh nó về một cái vùng giá hợp lý thì chúng ta vào. Ngày hôm qua tiền vào khoảng 21.800 tỷ đồng. Có một cái điều tiêu cực là không ngồi ngày hôm qua người ta bán 1.100 tỷ trên cả ba sàn, còn khối nội của chúng ta mua vào trên 300 tỷ. Khối ngoại họ vẫn tiếp tục rút tiền ra khỏi thị trường Việt Nam. Ngày nào mà khối ngoại còn bán rác và bán mạnh như vậy thì thị trường của chúng ta khó lắm. Để đi lên thì phải có sự đồng thuận của các dòng tiền. Với tình hình vĩ mô thế giới tốt như thế này thì chúng ta không lo thị trường sập các bạn ạ. Điều chỉnh vài ba phiên thị trường cân bằng trở lại rồi thì lên thôi. Còn khi nào mà chúng ta thấy lực bán nó mạnh, thể hiện có volume nó to thì chúng ta mới nghiên cứu nhảy ra khỏi thị trường. Hay là những cổ phiếu nào mà các bạn cầm nó đã chạy rất là mạnh, lời khoảng vài chục phần trăm thì cũng phải nghiên cứu chốt. Tại vì thời điểm này để vượt 1.300 để thị trường bứt tốc đi lên khó lắm. Còn về thị trường bất động sản thì không có tin gì mới hết các bạn ạ.
để xem có cái tin gì cập nhật gửi đến với các bạn, nhưng mà dò tới dò lui cũng không có tin gì mới hết. Đầu tư bất động sản cũng cần nhìn vĩ mô, có một cái tầm nhìn tổng thể thị trường thế giới và thị trường Việt Nam, đặc biệt là thị trường chứng khoán, rồi những chính sách điều hành vĩ mô của thế giới và vĩ mô của Việt Nam, tất cả đều ảnh hưởng đến cái việc kinh doanh bất động sản. Trước đây thì chúng ta không để ý, nhưng mà bây giờ chúng ta cần phải để ý. Thị trường trầm lắng hay là hồi phục, xấu ảo, tan nắng, tất cả đều có bằng tay của chính sách vĩ mô hết. Rồi, ngày nay mình có một vài thông tin gửi đến với các bạn như vậy thôi. Bye chào các bạn ạ. À.